được quê hương Việt Nam của chúng ta. Cái lý do mà chúng ta tổ chức cái buổi mừng xuân buổi tối hôm nay là để kỷ niệm, để nhớ lại cái thuở bé mà chúng ta, những cái nơi mà chúng ta lớn lên. Tội nghiệp một số em sinh ở đây thì các em không có hiểu được cái vấn đề mà hồi nhỏ lớn lên đi ăn cắp ổi, cắp mận là như thế nào. Thì buổi tối hôm nay chúng ta cũng có một cái dịp để chúng ta nhớ lại quê hương của chúng ta qua những cái tiếng chèo, tiếng hò, qua những cái điệu lý. Thì chúng tôi có đi khắp những cái chợ vườn trội, xoài, vườn mít và vườn ổi để chúng tôi mời những ca sĩ rất là nổi tiếng từ chợ vườn xoài, vườn mít và vườn ổi để đến biểu diễn cho chúng ta bài dân ca ba miền. Xin mời ba nữ ca sĩ. Ôi cháu ơi, năm nay không bị răng mà tại đã tới sớm quá. Chưa có chuẩn bị chi hết trơn. Vậy chứ ba chuẩn bị chưa vậy? Chuẩn bị cái chi? Mẹ ăn bé ơi, mới nói thì dĩ nhiên chuẩn bị cho cái chương trình Tết cái hội thánh gia đình đó, nhớ không? Có, cái đó thì có. Mỗi tuần nghe chủ thiền nhạc hoài mà sao không biết? Vậy chứ bà chuẩn bị bằng cách nào đây? Thì mỗi lần tạm là hạt, mà hết nước là hết hạt. Mẹ ơi, vậy cái chương trình này 7 giờ bắt đầu. Không biệt cái răm đi đâu. Bà thứ ba đâu hết trơn, trộn chổi răm lúc nào cũng trễ nghe. Mẹ ơi, bà này lúc nào cũng vậy, năm nào cũng vậy, Tết cũng trễ nữa, không biết đi học nhỏ nhỏ lúc nào cũng trễ, không hiểu nổi à. Này nhé, đầu năm mặt lan phiền coi chừng nó xuôi cả năm đấy. Mẹ Tết nhất là cũng trễ nữa, không hiểu tại bà đi đâu mà trễ dữ vậy. Khổ lắm, ba cái áo tứ thân này nè, tớ đi hết mấy cái chợ super shopping center gì đó mà chẳng có cái nào nó bán mấy cái thứ này đi nhá. Tứ thần tứ thế. Sáng bây giờ phải khâu từng người việc làm sao bà trẻ rồi. Đồ của bà còn bẩn. Cột trên đầu. Biểu sao không trẻ. Thôi mà ba cái chuyện nha. Đó vớ vẩn đó, thôi mình không cứ tập hát đi trước đã. Mà Duy chuẩn bị chưa? Tôi chuẩn bị rồi, bà chuẩn bị chưa? Rồi thôi tập lẹ lẹ đi, không thôi trễ giờ rồi, bây giờ ai hát trước đây giờ? Ờ để coi trên bản đồ thì coi. Miền Bắc thì miền Trung, miền Nam. Miền Bắc hát trước. Ôi giời ơi, tới trước thì hát trước còn bày đặt mắc cỡ nó đi đi mà. Ôi thôi đi hát được. Thôi thôi để tôi hát nhạc vô. Coi tôi múa nha, mấy bà coi tôi múa đừng có thấy hay quá đừng có xuống đừng có ganh nha. Quả chí rửa
rồi. Ở đây là được. Thì chụp lên gan lên còn nhiều nữa thằng được ạ. Rồi vậy thôi thôi. Rồi bỏ rồi. Qua đó, bỏ qua đó, coi kể con chi vậy là tốt rồi. Con chi hạt bài chi? Thì nhìn cái này là biết rồi. Cái chi mà toàn tan rồi á. Cái này là cây chống cơm đấy mà. Cái này là rõ ràng là cái gối ôm chứ mà chúng ta chống cơm. Rồi cái gối ôm với cái chống cơm thì nó cũng đại khái như thế mà cái này nó tiện lắm nha. Nếu mà hát mà có buồn ngủ làm mực rất cũng thôi dạ. Nào giờ biết nằm thôi chứ không biết dùng để làm cái trống thôi. Bây giờ nghe thử ba hát. Rồi, hát đi. Mời mấy bác. Tình bằng có cái trống cơm. Can I tell go? Oh my bong mà nền bong. Oh my bong mà nền. Ba đều quá đấy. Mắt ôm ấy lìm xin một tay tăng tình con nhện ôm ấy sông cô sông ta ôm ấy đi em nhớ thương ai duyên nợ khách ta bà đang đi tìm anh chàng mô duyên nợ khách ta. Một lần nữa xin quý vị trong tràng pháo tay thật lớn cho ba ca sĩ của chúng ta.